Xin chào các bạn, từ xưa đến nay các sản phẩm của Apple luôn thu hút đông đảo cộng đồng công nghệ và giữ vị thế vững chắc trên đấu trường smartphone khốc liệt. Các thế hệ iPhone luôn nổi bật với nhiều tinh hoa về thiết kế, cấu hình lẫn hiệu năng. Dành cho các tín đồ táo cắn dở chưa dùng rỉnh hầu bao để sở hữu cho mình iPhone thế hệ mới ra mắt, thì qua video hôm nay, đi review sẽ đem đến các bạn iPhone giá rẻ hấp dẫn, gắn liền với số 6 huyền thoại chỉ có tại Diệu Thông Minh. Sản phẩm đầu tiên trong danh sách này là iPhone 6 với thiết kế tinh tế đầy đẳng cấp, cùng màn hình 4,7 inch nhỏ gọn, dễ dàng thao tác kết hợp cùng tấm nền IPS LCD, đem đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng tốt. Ngoài ra, Apple còn trang bị cho iPhone 6 chip A8 mạnh mẽ, RAM 1GB cùng 3 phiên bản bộ ở trong và hệ điều hành iOS mượt mà, đem lại hiệu năng cao. Sản phẩm sở hữu 3 màu sắc để lựa chọn, trong đó có màu vàng phú quý vô cùng sang trọng. Hiện nay, Diệu Thông Minh luôn đem đến những sản phẩm iPhone 6 tốt nhất, phục vụ nhu cầu các khách hàng với giá ưu đãi hấp dẫn như iPhone 6 quốc tế không vân tay Line New với giá chỉ 5.790.000 hay iPhone 6 lock Line New 9% với giá 6.690.000 hoặc iPhone mới đã active với giá chỉ 8.690.000. Nếu các bạn thích sản phẩm kích cỡ to hơn, hỗ trợ giải trí tốt hơn thì người anh em 6 Plus phù hợp nhất với màn hình 5,5 inch, độ phân giải Full HD, mật độ điểm ảnh khoảng 401 ppi, kết hợp cùng cấu hình, hiệu năng cao, hứa hẹn đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho các tín đồ mê táo. Diệu Thông Minh đang sử dụng 6 Plus quốc tế mất vân tay Line New với giá chỉ 7.290.000 hay 6 Plus lock cũ với giá chỉ 8.490.000 hoặc 6 Plus quốc tế Line New với chí hiệu 990.000. Các sản phẩm iPhone 6, 6 Plus Lock đều hỗ trợ fix lỗi cài đặt SIM ghép dùng ổn định như quốc tế và đặc biệt với các mặt hàng qua sử dụng tại Diệu Thông Minh được kiểm tra nghiêm ngặt bởi đội ngũ tester dày dặn kinh nghiệm và đi kèm bảo hành an tâm nhất. Với sự đón chào của bộ đôi 7 Plus gần đây với mức giá khá cao không phải ai cũng sẵn sàng chịu chi ngay tại lúc mới ra mắt thì gia đình Diệu Thông Minh luôn hướng đến nhu cầu thiết yếu của người dùng, đem đến thêm lựa chọn hấp dẫn dành cho bộ đôi sản phẩm iPhone 6S Lock với giá chỉ 8.990.000 và 6S Plus Lock với giá chỉ từ 10.990.000. Bộ đôi 6S, 6S Plus Lock tại Diệu Thông Minh đều là những sản phẩm khóa mạng chính hãng từ nhà mạng Nhật, chất lượng tốt đi kèm dịch vụ hỗ trợ unlock bằng SIM ghép hiện đại nhất và fix lỗi như bản quốc tế. Sản phẩm dùng ổn định, đem lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng, mà với mức giá rẻ hơn tới vài triệu so với bản quốc tế. Đây là bộ đôi mạnh mẽ đứng vị trí thứ 2 sau 7 Plus mới ra mắt, sự lựa chọn thông minh dành cho các tín đồ fan táo cắn dở. Với mức giá rẻ chỉ bằng một nửa nhưng đem đến trải nghiệm tương đương. Đặc biệt khi mua hàng tại Diệu Thông Minh, các bạn còn được hỗ trợ gói bảo hành an tâm nhất như Decare, Decare Plus hay Decare S với bảo hành nguồn, màn hình vân tay hay thậm chí cả tình trạng rơi móc máy với chi phí vô cùng hợp lý. Bên cạnh đó chỉ có tại các hệ thống của Diệu Thông Minh, các bạn sẽ nhận được nhiều phần quà khuyến mại cực kỳ ưu đãi tri ân khách hàng số 1 bởi đội ngũ nhân viên bán hàng nhiệt tình, tận tâm nhất. Ngoài ra còn vô vàn các sự lựa chọn iPhone giá rẻ gắn liền với số 6 huyền thoại hoàn hảo, không thể bỏ qua. Các bạn hãy truy cập website diệuthongminh.vn để sở hữu ngay cho mình sản phẩm hợp lý nhất hay liên hệ hotline 1900 6815 để đặt mua hàng online. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ đi review. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.